Hello các bạn Huy nha. Thì hồi nãy mình có chia sẻ cho các bạn là cách đi dần bầu cũng được. Nay mình chia sẻ bằng cách vô nang. Vô nang nè, thấy không? Nang mình đều thấy không? Vô nang đó, nó có hai loại vô. Một là vô từng cây, hai là vô nguyên một đám mấy dụi. Là cái này nè, mình vô này thấy không, mình vô này chắc 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 cái luôn là mình vô hết cây này, hết cái khung này luôn đó. Mình vô hết cái khung này, chuyển qua khung này, mình vô hết khung này luôn, thấy không? Nên nhớ các bạn nha, đừng kích keo, không kích keo nha. Nè mình còn có động được cái điều giữa nè, thấy không? Đó là không kích keo, mình để mình chỉnh lại nhẹ đó, là cái khung lực mình là đi là không là bộ đều tay bộ đều, các bạn xem. Dạ thấy không, bộ đều. Còn anh em nào mà muốn đi mà kiểu như là mình chỉnh cân đối á, nhà mình kiểu như mình chỉnh mà ok nhất thì đi vậy, anh em cứ đi cái khung dưới này ok luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, đi 20 cây y nguyên luôn. Và đi khung giữa này cũng y nguyên luôn nha các bạn, y nguyên luôn. Nhưng mà lên đây các bạn đi di đồng không kích bằng keo, là bạn kích vô là nó sẽ hở ra một cái lượng 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 thẳng, nó hở ra hở ra hở ra hở ra hở ra và nó hở hết cái khung ngực các bạn đó. Nó hở hết khung ngực các bạn. Và mỗi từng cái nang á, mỗi từng cái nang á bạn chỉnh lại từng nang 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 nhé. Đó là nó có hai cách cho nang chuẩn, mà cái cách đầu á là do những người nào mà mới biết chơi, còn một cách sau là những người nào mà rành nha các bạn. Như là cái cách này là cách đầu nè đó. Cho nên mới nhìn đó là cách vô nang của hai cái vô nang chuẩn. Đây bầu mình chuẩn này đó. Cái đầu á bạn vô từng từng nang nang, cái sau á là vô nang hết luôn, vô nang hết cái này luôn các bạn, hết này luôn rồi chỉnh lên từ từ từ, mình bẻ từng nang từng nang từng nang từng nang từng nang này nhé. Nhiều khi á các anh em hỏi á là sao mà cái lụp mình nó đen vậy, thì tất nhiên mình đi thép đen thì nó mới đen thôi nè. Đây bao thép đen nha, chỉ phun đồng thôi, bao thép đen. Các bạn nên nhớ nha, cũng quy như đeo cũ, mình không đi không dưới nha. Tất cả là mẫu riêng của mình cả. Phạm Huy, mang tên Phạm Huy, mẫu riêng mình, không đi không giữa. Đây các bạn. Đó. Và cỡ mình làm dùng 4 4 ô. Không nhiều nha các bạn. Thấy không? 4 ô. Anh em nào muốn mua khung hay gì đó, mình vẫn đàng hoàng, mình vẫn tư vấn cho anh em hết tất cả những gì mình biết. Đơn giản thôi. Chúng mình là đam mê nha các bạn. Đam mê thì mình tư vấn cho các bạn thôi. Đây, nói thì sợ các bạn là nói mình trên là. Để mình quay lại cho các bạn chút.
bạn đừng nghĩ cái khung giữa là nó không có chênh lệch nha, sai rồi. Mình ba khung giữa không chênh lệch, để mày luôn, thấy không? Đi vành thôi này, đi vô cầu tử nó là ok. Vành có, vành sạch có, nan có, khung có, chỉ cần cầu tử thôi đó. Nè, nan đi đường hoàng thôi, thấy không? Đó, đây là bình nguyên nè, khung nguyên nè, thấy ôm nè, đây là khung bầu nè. Nhiều người nói là mình kiểu như là không bán khung hay nọ là bán lụp, tại vì á mình chỉ làm YouTube là mình chỉ cho anh em biết được cái cảm hứng thôi, chứ thật ra là mình không có ấy, là mình muốn bán, mình không kinh doanh thì nó là mình không kinh doanh. Nhưng mà anh em nào quý quá thì mình sẽ bán một cái khung nào đó cho các anh em, tay như khung mày mấy cái anh em về làm thêm thì thôi. Thế thật ra là mình chỉ làm mà cho vui thôi, giống như là mình kiểu như là mình đam mê thôi, chứ không có kiểu như là các anh em thích quá vui quá là mình bán nha, hay là mình kiếm một cái lợi nhuận. Thật sự các bạn luôn là mình không kiếm những lợi nhuận qua dạng những khung lụp này, mình nói các bạn là mình không kiếm những lợi nhuận nha, mình chơi vì đam mê và mình chơi về cách riêng của mình cho anh em hiểu. Nhiều khi anh em mình thấy mình làm YouTube hay là cái gì đó là nghĩ là thằng này nó kiếm tiền hay gì đó, hay là muốn quảng bá, em sai lầm rồi. Mình nó chỉ là thiết kế cái công viên mình đây, công viên và anh em mình đánh á chung nhau cho vui, chứ không có hàm ý nha. Mình là không có hàm ý là mình bán khung. Nếu mà bán khung á anh em cứ rất là nhiều, thiệt rất là nhiều người bán khung chuẩn hơn mình rất là nhiều, không cần thiết bán mình. Mình là chỉ là mình làm mà thiết kế mẫu khung lụp, khung đáy hay là đại loại như thế cho anh em hiểu, cho nên vui vẻ thiệt. Làm một khung lụp nó không có đáng bao nhiêu tiền đó, nhưng mà ăn đồng tiền của các bạn á mình cũng mới vui. Nhưng mà anh em chia sẻ, anh em mình cứ đăng ký kênh thì mình sẽ tặng luôn game mình đó, mình sẽ tặng các bạn những điều hay như lập này. Mình tặng mình một cái công lực cho anh em mình đi xử nha. Video mình đến đây thôi, cho anh em mình vui vẻ, cho mình anh em mình ngủ nha các bạn ơi, nha các bạn nha.